Xin chào các bạn, mình là kỹ thuật viên của Minh An Computer. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm tất cả các dây vào main khi lắp một bộ PC cơ bản. Đầu tiên thì ở bộ nguồn sẽ có những dây như sau. Đây là dây cấp nguồn cho main. Các bạn sẽ cắm vào cổng 24 pin, vị trí thường nằm ở bên phải của main. Các bạn để ý có một cái lẫy ở đây. Và ở trên main thì cũng có một cái lẫy tương tự để giúp các bạn cắm đúng chiều. Tiếp theo sẽ là dây cấp nguồn cho CPU. Tùy vào dòng main thì ta sẽ dùng 8 pin hoặc 4 pin. Ở đây thì main mình đang lắp sử dụng 4 pin nên mình sẽ tách dây làm hai. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý đến hình dạng của chân pin, vì trong hai đầu 4 pin vừa tách ra thì chỉ có một cái có thể cắm vào main mà thôi. Để lắp ổ cứng, dù là ổ SSD hay HDD thì đều có hai cổng kết nối hình chữ L. Cổng dài hơn sẽ để cắm dây cấp điện từ bộ nguồn. Các bạn cắm đúng theo hình chữ L là được. Cổng còn lại sẽ cắm dây SATA. Đầu còn lại của dây SATA sẽ cắm vào main. Trên main sẽ có nhiều cổng để cắm dây SATA. Các bạn hãy ưu tiên cắm cổng có số ký hiệu nhỏ hơn. Dây cấp nguồn cho card đồ họa là dây mà đầu cắm có thể tách được thành một đầu 2 pin và một đầu 6 pin và sẽ có một lẫy. Tương ứng với lẫy ở cổng cắm trên card đồ họa, các bạn cắm đúng chiều hai lẫy này là được. Còn đây là các dây kết nối từ vỏ cây vào main. Đây là dây USB 3.0. Vị trí cắm thường sẽ ở bên cạnh cổng nguồn 24 pin. Ở đầu cắm thì sẽ có một đoạn nhô ra để cắm khớp vào phần khuyết trên cổng của main. Tiếp theo là dây USB thường. Vị trí cắm trên các loại main có thể khác nhau, nhưng thường sẽ ký hiệu bằng chữ USB. Các bạn để ý dây cắm sẽ có một phần khuyết ở góc, tương ứng với một chân bị khuyết ở vị trí cắm dây USB trên main. Tiếp tục là dây audio. Vị trí cắm trên main thì thường sẽ được ký hiệu là audio, hoặc bắt đầu bằng chữ A như ở đây. Các bạn để ý dây cắm sẽ có một phần khuyết ở bên trong, tương ứng với một chân bị khuyết ở vị trí cắm dây audio trên main. Còn lại là 5 dây nhỏ, bao gồm reset, power, HDD led, power led cộng và power led trừ. Vị trí cắm thì sẽ được ký hiệu theo sơ đồ in trên main. Dây power các bạn sẽ cắm vào vị trí gần chân bị khuyết. Mặt chữ các dây thì mình sẽ cho hướng ra ngoài, còn các bạn thích quay hướng nào cũng được, cái này không quan trọng. Đối diện với dây power sẽ là dây reset. Bên cạnh dây power sẽ là dây power led trừ, kế bên đó là dây power led cộng. Vị trí còn lại sẽ là dây HDD LED. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cắm tất cả các dây vào main của bộ PC. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể liên hệ đến hotline của Minh An Computer. Mình sẽ hỗ trợ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.